Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Môi trường Lan Anh. Hôm nay em sẽ review cho mọi người một sản phẩm là cây lau trần nhà A3. Khi anh chị đặt hàng, bên em sẽ đóng sản phẩm vào một cái hộp bìa cắt tông rất là cứng cáp ở đây. Trong hộp bìa sẽ gồm có một thẻ bảo hành, một thư cảm ơn cùng với hai miếng rẻ lau, một là rẻ lau dạng bông và một rẻ lau dạng sợi, cùng với ba thanh nối để cấu tạo nên cây và một bàn lau. Sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách lắp đặt. Đầu tiên mình cầm miếng rẻ lau lên, mình lắp vào bàn lau. Tiếp tục mình nối bàn lau vào phần cán có cái đầu trắng ở đây. Mình xoáy. Nối phần cán giữa. Và cuối cùng là nối phần cán có móc treo. Mình xoáy theo chiều kim đồng hồ. Chỉ sau 4 bước đơn giản, em đã lắp đặt xong cây lau trần nhà A3 rồi ạ. Về thông số của sản phẩm, cây này có màu là màu trắng sữa nha anh chị nhé. Phần cán được làm bằng thép không gỉ này, rất là bền, chắc chắn, không lo bị gỉ sét trong quá trình mình sử dụng. Phần nhựa mà cây là nhựa ABS, có độ chịu lực tốt, có tính đàn hồi cao, không lo bị vỡ ốp trong quá trình mình sử dụng. Kích thước của cây là 1m35. Kích thước bàn lau ở đây là hai cạnh này là 22cm và cạnh ở dưới là 28cm. Về ưu điểm của sản phẩm này có thể lau trên mọi vị trí như lau sàn nhà, trần nhà, gương hoặc là trên cửa sổ. Mình có thể tận dụng để lau những cái thiết bị trên cao như tủ bếp này, điều hòa. Phần cán có thể tùy chỉnh độ dài bằng cách tháo lắp. Hai miếng rẻ có cây như miếng rẻ nỉ bông ở đây thì có thể tận dụng để lau. Còn miếng rẻ dạng sợi này để lau những cái bụi bẩn này, mạng nhện này, lông tóc dính trên các cái thiết bị. Cây có trang bị một lưỡi silicon, mình có thể vừa lau vừa gạt nước, rất là tiện lợi. Ở phần cuối cây có một cái móc treo để mình treo lên, giúp tiết kiệm diện tích và không gian. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết video giới thiệu sản phẩm cây lau trần nhà A3. Để đặt sản phẩm này, mình vui lòng truy cập vào trang web moitruonglananh.vn. Lời cuối cùng, xin chúc anh chị một ngày làm việc hiệu quả, gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại anh chị vào những video clip lần sau.